chưa về gói hồ đồ về đi kìa. Chưa chưa sáng hôm gọi về. À. Mẹ ơi, mới ra những cái bài không có lớn. Cho chị không kiếm tra hồ. Không, chị lấy đâu? Chị đã lấy đâu đi? Chị nói về để đó cho chị kiểm tra, nhưng cho thằng trong hàng quen á. Ừ. Là hắn kêu chứ để chị thử đi, hắn gửi đang coi là cái gì đó. Xong hắn chụp lại xong vấn đề đó mà chị về những bữa đấy chị không muốn thử luôn đi. Ừ. Phải chi mà hắn mỏng mà hắn làm theo kiểu nhìn thấy bên trong ấy. Mà phải Châu rồi từ bỏ hôm nay chưa? Chị từ bỏ rồi đi. Mày có gì lo sắp làm gì đó đây. Ô không, để hình lên lắm đi. Ở đây không mở ơi. Đúng đi, mà đẹp đấy rồi thôi. Các chị xuống ngoài có sốc toàn tập mất cái niềm tin. Vá nha. Ừ. Xét áo, vest với lại quần ở cái bên máy kiểu có đủ ấy. Thương cái gì thương lắm. Ừ. Làm mình nó hụt hẫng. Thank you.
gọi chị nói đi cái mẹ bạn tiếng Anh hôm qua của ông đi học mà ngày nay con cũng thấy đi của mà đang nói nữa. Rồi sáng gọi chị nói đứa cái chị kêu của là chắc bạn nó bận gì đó hoặc là nó nói để cái ông kia dạ sao nó nói là có tay nó kêu nó nói anh kêu bữa hôm qua hôm nay hay là hôm qua sớm quá ta qua tìm hôm qua nó kêu thì chị không biết chị hay có tay nó nữa thì ấy là ông kêu mẹ cũng làm đi ra bạn tiếng Anh hôm qua với hôm nay không đi học không quán tiền đi ra. Hân vừa đó gọi điện cho chị cái chỗ cho mượn cho làm đỡ hai cái ca đi của bạn em là kiểu như là giống như là bác sĩ làm cho khách á, mà cái ngày mà hắn mượn á là ngày 26 là đúng cái ngày mà nội dung ví dụ đây sẽ có như thứ là cũng sẽ kỳ nữa cái chị kêu chị nói được chị kêu có chị hiểu hỏi chị đang thử chị nói được thôi chứ giờ trừ chị chạy và tự nhiên giờ trừ á chị cũng khó xử lắm hiểu không bây giờ trừ là tự nhiên vẫn hỏi đứa mà chị thì rồi mà trong khi chị phương vô lại đang cũng khó rồi không muốn tắt sớm là vì quay video rửa mặt kìm với nhà quay video rửa mặt kìm với chờ mặt chung lên rửa mặt nữa Thank you.
bay mát chị không nghĩ là trồng này. Để chị nói hắn là cái em khó khách sạn là được.